Hiếu Minh Audio xin kính chào tất cả các bác và tất cả các anh chị em yêu âm thanh trên mọi miền tổ quốc. Thì hôm nay bên em lại tiếp tục về hàng, đó là dòng lọc xì DBX2231 các bác nhé. Một dòng lọc xì cho chất âm rất là hay. Thì cái điểm khác thì hôm nay là bên Hiếu Minh về, đó là đợt này bên Hiếu Minh có sang bên Trung Quốc và thương lượng với bên nhà cung cấp, bên nhà sản xuất ấy, thì là có thương lượng được giá nó tốt hơn chút. Nên là đợt này về hàng thì Hiếu Minh đưa giá cũng rất là tốt các bác ạ. Đấy, đó là cái điều quan trọng đợt này hàng về. Thì không phải riêng ngoài sản phẩm đối với lọc dòng lọc này, mà tất cả các dòng đối với dòng cục đẩy hay vang, rồi tất cả những dòng mới bên Hiếu Minh sang bên Trung Quốc đặt hàng, thì Hiếu Minh sẽ cố gắng làm sao thương lượng được giá tốt nhất và về bán với giá mềm nhất cho các bác nhé bác nhá. Nên các bác cứ yên tâm. Thì hàng này như mọi lần nó hàng sang 2 các bác nhé. Đây, hàng sang 2, hàng mới full box các bác. Bên trong thì gồm có sách hướng dẫn, đây em sẽ để đây một chiếc, đây hai xốp bảo vệ em dỡ đây này. Hai xốp bảo vệ này, túi này, một dây nguồn này rất là to, và còn sách hướng dẫn và tem bảo hành bác nhé. Hàng full box mới tinh. Thì đối với dòng lọc xì 2231 này thì bên Hiếu Minh đã đưa ra rất nhiều video rồi. Thứ nhất là video hướng dẫn cách chỉnh, rồi là video về báo với hàng về, rồi các tính năng. Thì tiện đã có hàng về đây thì em nói sơ qua một chút. Thì đấy, thì kết cấu của con này thì nó sẽ hơn so với rất nhiều dòng lọc khác như bên nhà Hiếu Minh đang phân phối nhá, mà cũng hơn rất nhiều các dòng lọc khác trên thị trường. Đó là cái giải cần gạt, các bác để ý này, là cộng trừ 15, cộng trừ 15, nghĩa là lên dương 15 này là nghĩa là cái giải cần rất là cao. Bình thường các giải cần thấp hơn thì lên tầm 10 đến 12 thôi các bạn. Thì cái giải 15 này thì nó sẽ lên bát chét nhiều hơn. Bát chét nhiều hơn và sâu hơn so với những dòng lọc khác. Đấy. Các bác lưu ý ở cái vấn đề cách đi chọn lọc, các bác nhìn ở cái giải chọn lọc này. Và cái thứ hai là cái khẳng định mở hàng loại 1 của dòng DBX2231 này là em không tính bên ngoài nhá. Bên ngoài thì đây là dòng đều là tất cả những đều là sơn vẩy sần các bác nhá. Sơn vẩy sần này. Đấy, mặt trước. Để nhìn bên ngoài thì các bác không thể phân biệt được loại 1 loại 2. Và các bác sẽ phân biệt ở cái nút tuy ba cho em. Vì đối với dòng loại 2 ấy thì là cái nút tuy ba sẽ không có tác dụng, vì sao là thế các bác ạ? Cái loại thiếu IC. Vì khi thiếu IC chính là thiếu cái con nút cắt xì này. Đấy, các bác lưu ý nhé em nhá. Nhưng các bác khi bật đẩy lên này, vặn nhiều công suất lớn là nó sẽ bị xì loa, thì bác lưu ý em ấn cái vào đây thì nó sẽ là cắt xì. Nhưng đối với cắt xì này thì nó sẽ hơi lặng tiếng tí. Hơi lặng tiếng thì mình sẽ giải. Thì đối với những bác khi bác nghe nhạc tiếng du dương thôi, tiếng nhỏ thôi, thì bác không nên ấn cái này vào. Vì nó sẽ lặng tiếng hơn, nó chỉ tác dụng tốt khi các bác hát karaoke to hoặc bác nghe nhạc rất là to. Khi chuyển bài ấy, bác ấn này vào thì tác dụng khi bật to tác dụng tốt hơn này, so với lúc bác nghe nhỏ. Đấy. Có một số lưu ý mà em khi các bác đi mua là hàng chuẩn một cái nút này có tác dụng là nó sẽ đầy đủ IC các bác nhé. Các chế độ tinh chỉnh thì rất nhiều video em đã hướng dẫn rồi, từ chế độ EQ bắt qua hôm qua là lao cắt bật súp này, tanger là cái giải khuếch đại này. Đấy. Cái nút pre-russell này là cái nút này là lén tiếng bác nhé. Đấy. Lén tiếng này, input gain là cái này là âm lượng tổng. Hàng rất chất lượng và đẹp. Đấy. Thì hôm nay hàng bên Hiếu Minh về rất nhiều bác nhé. Hàng sang 2, tất cả là hàng sang 2 bác nhé. Sang 2 Chila. Đẹp từ ngoài vỏ hộp luôn, hàng mới. Thì hôm nay em quay video đấy thôi, mà tiện em có cái đôi lời tâm sự là tất cả những cái sản phẩm ở bên Hiếu Minh phân phối là em ship đi tỉnh các bác nhé. Ship đi tỉnh thì các bác lưu ý là khi nhận hàng các bác cứ kiểm tra cho em đàng hoàng. Vì sao em lại lưu ý vậy? Vì là cái sản phẩm bên Hiếu Minh xuất một ngày rất nhiều đơn hàng đi thì là không, vì sẽ có rủi ro ở đây là không phải là sản phẩm bên Hiếu Minh phân phối là phân phối sản phẩm mới. Phân mới các bác nhé. Nhưng mà có thể do tác động là một số trường hợp là bên Hiếu Minh chuyển thì là khi đến tay khách hàng là khách hàng không kiểm tra. Thì do bên vận chuyển họ làm rơi méo móp mình rất là xấu. Nên là giờ có một số trường hợp bác phàn nàn. Nhưng đây là
phần nào là lúc các bác đã nhận hàng, các bác không chủ quan, bác không kiểm tra ấy. Mời bên Hiếu Minh là tất cả các bác nào đã lưu mua hàng bên Hiếu Minh chắc là biết rồi. Hiếu Minh lúc nào cũng dặn khách hàng là lên kiểm tra hàng cẩn thận rồi thanh toán. Đấy. Thì tiện đây em có video thì em lưu ý khách hàng vì là em muốn là cái kênh uy tín một phần rồi, nhưng mà những cái lưu ý đây là em muốn là khách hàng là được tốt nhất, vì là khi bên bưu điện ý họ ở đấy bác nhận mà sản phẩm có móp méo ý, thì họ sẽ lập biên bản và sẽ phạt bên bưu điện bác nhá. Đấy. Còn khi các bác mà đã nhận hàng xong rồi, xong lại không có nhân viên đấy, nhân viên bưu điện đã về ý, thì bác báo bên Hiếu Minh thì lúc đấy là chỉ là giữa bên Hiếu Minh và khách hàng giải quyết với nhau, nhưng mà nó sẽ phức tạp là đối với những có những sản phẩm nó bị hỏng chẳng hạn. Hỏng đây là do rơi va đập nó méo, nó biến dạng hoàn toàn. Đấy là cái đấy thì khó bên Hiếu Minh, là thứ nhất là bên Hiếu Minh lại phải chịu toàn bộ chi phí, và thứ nhất từ sản phẩm rồi là từ vận chuyển. Thế nên là em mong là các bác là khi đã, các bác đã mua hàng bên Hiếu Minh là các bác nhận hàng, kiểm tra hàng đàng hoàng rồi thanh toán. Vì đối với những dòng như lọc hay vang thì rất là nhẹ thì nó không sao, nhưng mà nhất là đối với những dòng cục đẩy lớn, công suất lớn hay là những dòng loa ấy, có giá trị rất là cao, nên em là các bác lên là kiểm tra cẩn thận rồi thanh toán bác nhá. Đấy là cái lưu ý của em cho đối với khách hàng, vì em muốn là cái giữa em và khách hàng là mình, em người bán là em cố gắng cẩn thận rồi, nhưng người mua lưu ý em mỗi cái phần đấy thôi. Đấy là các bác giúp em cái phần đấy, là lưu ý giúp em với. Tiện đây em video thì em chia sẻ luôn. Đấy. Thì các bác có nhu cầu có thể liên hệ em qua số điện thoại trực tiếp là 0919182233 hoặc số Viettel 0168984038 để em có thể lên đơn và ship code COD cho các bác nhé. Hoặc các bác có thể đến tận cửa hàng em số 451 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để các bạn nhân viên tư vấn và hướng dẫn ạ. Đấy. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm video. Và xin thân ái chào tạm biệt ạ. Xin chào các bác ạ.